Ngày 26 tháng 8, tình trạng ùn ứ tại điểm tập kết trung chuyển hàng hóa ở bến xe khách trung tâm thành phố Cần Thơ, cặp quốc lộ 1, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng vẫn tiếp tục xảy ra khiến nhiều tài xế khóc ròng. Nhiều tài xế cho biết, tình trạng ùn ứ là do quy định mới về việc yêu cầu các phương tiện vận tải hàng hóa từ các tỉnh thành khác khi đến thành phố Cần Thơ để giao nhận hàng phải đăng ký trước. Đồng thời, hoạt động giao nhận hàng hóa đều phải tập trung tại các điểm tập kết. Nếu phương tiện không đăng ký trước thì sẽ không được vào địa bàn thành phố Cần Thơ. Ngoài việc phải đăng ký trước, các tài xế cho biết họ còn được hướng dẫn buộc phải sang xe đổi tài tại bãi tập kết hàng hóa. Cụ thể, đối với các mặt hàng nguyên đai nguyên kiện không thể sang xe thì phải đổi tài xế. Đối với các hàng hóa có thể sang xe thì sẽ phải sang hàng hóa qua một xe khác và đổi tài xế để vào thành phố Cần Thơ. Riêng các tài xế đã đi giao nhận hàng hóa ở các tỉnh thành khác sẽ không được vào lại thành phố Cần Thơ. Trước quy định trên của thành phố Cần Thơ đã khiến nhiều chủ doanh nghiệp tài xế bức xúc vì không thể lưu thông hàng hóa theo kế hoạch, mất nhiều thời gian và đội chi phí doanh nghiệp lên cao. Là vô Cần Thơ lấy hàng không được. Trong khi giấy đi đường ngay thì cũng cầm là giấy test đây, giấy đi đường, xác nhận đi đường, cộng thêm là giấy tờ cam kết. Là chỗ đó lấy hàng như vậy mà vô không được, vô là bắt buộc trạm này nói là phải bắt buộc là phải sang hàng tập kết, do sở công thương cấp cho xe kia đi ra sang hàng tập kết cho xe này không được vô phố. Cái nghĩ là sao mà giấy tờ hay là hướng dẫn giấy tờ làm như thế nào để cho nó lưu thông vô thành phố Cần Thơ thôi, chứ mà nếu mà sang hàng tập kết này hầu như người ta không có xe vận chuyển ra. Thứ nhất, thứ hai nữa là bên họ đối tác họ là phải vô công ty nhận mới được. Em đến Cần Thơ giao hàng là bên đây là mấy quý anh á là sẽ áp dụng là đổi tài. Thì bây giờ trường hợp xe của em á, ví dụ mà đi mà lớp 1, lớp 2 thì không tai nạn an toàn thì nó có không có. Nhưng mà xe em chất lớp 3, có chiếc xe thì sàn xe nó bằng, có những chiếc xe sàn xe nó sẽ trong trên. Mà lên lớp 3 có nước, anh em không có nghiệp vụ á, dễ xảy ra tai nạn. Rồi tai nạn đó ai chịu trách nhiệm? Tại vì một bình ga là một bình ga nó tương đương trung bình nó nằm khoảng 25-26 kg, mà nó gớt lớp 3 gớt từ trên đầu gớt xuống thì tai nạn rất là cao. Thực hiện 5K đúng, phòng chống Covid là đầu, nhưng mà phải đảm bảo cho hàng hóa lưu thông được. Bên đây tụi tôi thấy bệnh đó tụi tôi cũng sợ chết mồ luôn, ai không sợ. Xe này mà Bộ Y tế đã bảo là tất cả những cái gì liên quan phục vụ y tế là được ưu tiên đúng không? Thế tại sao xe này nó chở thiết bị hàng y tế mà nó có giấy luồng xanh, giấy Bộ Công Thương thành phố Cần Thơ không cho nó vào? Trong khi đó xe của bọn em thì bảo là có được giấy luồng xanh, bây giờ là phải có giấy của Bộ Công Thương xong đổi tài mới cho vào. Mà làm trong này những 2-3 ngày giờ chứ không phải là ít. Chỗ ăn không có, nói bỏ xin lỗi, chỗ đi vệ sinh cũng không có cơ. Suốt ngày trên xe không có mì tôm cũng không có mà ăn. Thì bây giờ nhốt bọn em ở đây thế này để mà chết đói à? Bây giờ nếu mà nó không cho vô thì mình là sinh hoạt đây tự nhiên đây luôn, mình ăn cái gì thì mình ấy, chứ giờ ở đây thì đâu có ai bán gì đâu ạ. Thì ở đây có gì ăn đó là nấu cơm, nhiều khi có nước cơm thì ăn nước cơm.